Con này là nó chết rồi lưới con này. Tập trung vô cháu ơi, không có gì đâu. Cố lên.
13, Ngô Đức Huy, Cao Phương Ly, Thành phố Hồ Chí Minh, Phạm Văn Hải, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Văn Lan. Điều hành trận đấu trong tài chính Võ Bá Linh, trọng tài giao cầu Đỗ Đăng Thanh Kiệt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi gặp xuống ăn bữa. Lấy xe 2 đi. Rắc người cái đầu là có thành quả điện gì. Nó chắc là đặc giả luôn. Bình tĩnh vô chị ơi, đứa từ từ thôi. Thảo, đúng rồi. Bình tĩnh vô. Lên luôn con ơi. Lên luôn rồi nè. Châu Thịt lên luôn nè. Châu Thịt lên luôn. Ủa. Lên luôn. Bán kết đơn nữ cũng được 11 trận đấu quan số 2242. Lên luôn nhé. Nguyễn Ngọc Hà Thi, thành phố Hồ Chí Minh điều hành trận đấu cho bài trình Thăng Hoa. Đứng yên lại đi.
luôn. Lên luôn nè, lên luôn nè. Chiếp Châu cửa lên. Đúng lên con. Đúng vô, cửa lên. Đếm một nào.